Chay đang làm gì chay? Chay, chay. Trời đất ơi. Có được không? Con nó lấy cái đồ của tôi. Nó lấy cái đồ của tôi ra nó lăn. Có được không? Con nó móc ra xỉa nè. Thơm chưa? Thơm quá. Trời ơi thơm quá. Có được không? Điệu hạnh tới mức độ. Coi. Giờ bị bên đây biết bắt ghế lên phá đồ rồi, phải không? Phải không? Cái nắp đâu? Cái nắp của mẹ đâu? Cái nắp của mẹ đâu? Thôi mà cháy ơi. Trời ơi, có gì đâu ở trên này đi leo kéo lên đây phá cháy. Cho dừa. Cho dừa. Trời ơi, nó bắt lên để nó đứng lên cho nó cao hơn đó. Trời, mẹ cho té. Mẹ đứng đây và mẹ sẽ mỉm cười. Được không? Phá tới mức độ đó đó. Bây giờ mày lấy đồ chơi cho make up cho chơi nha. Chơi make up không? Rồi tắt đèn tối thui. Thấy chưa? Cho dừa. Tỉnh bê, tỉnh quơ, tỉnh queo. À, coi nó không coi, cô chú coi nó phá đồ ngoài đây nè. Đó, đó, rồi cái cô chú nói là nhà cửa bừa bộn. Đó, rồi đó. Con dẹp vô cho mẹ được không? Bỏ vô cho mẹ, phụ mẹ dọn dẹp đi. Để nhà cửa đỡ bừa bộn. Mẹ lên. Bỏ vô, này mấy cô cho nè. Help me please. Ừ, con giúp mẹ đi. Mấy cô cho quá trời đồ cột màu kẹp mà không xài cái nào hết. Kẹp lên cho nó là nó bỏ xuống. Trời ơi, mới làm vậy bà mệt quá rồi đó hả? Trời đất ơi, coi được trời đó không? Trời ơi. Nó mới vừa bỏ giùm tôi vô mấy cái kẹp mà công việc nặng quá mà biểu. Một cái kẹp nặng cả tấn rồi, một cái tấn. Em mua nè, em mua nè. Mua này. Nó giúp nó bỏ vô nhiêu đó xong mà nó mệt quá. Nó muốn vòng chứ. Chay lại phụ mẹ sắp xếp lại mấy đôi dép ơi chay. Mẹ cảm ơn chay. Chay chào cô chú chưa? Ý, ghê quá. Yêu, đừng có làm vậy nhìn ghê quá. Chạy đi. Thấy ghê. Ừ. Thấy ghê quá chạy ơi. Ý, đóng đú đạt. Giờ này là lấy cái miệng ra mới dễ thấy rồi. Giờ tới giờ ngậm ba bà phải không? Khôn lắm nha, cô chú nha. Cái ba bà này nè, Ngọc thấm dầu vô. Để cho bỏ ba bà. Nên giờ là không có chịu ba bà đó nữa nha. Rồi ba bà khác. Ta cầm chữ qua nữa ba bà khác. Hả? No, mẹ muốn ba bà này. Mẹ muốn ba bà này. Hả? Muốn ba bà này. Thôi, con cho mẹ cái kia cái này đi. Mẹ thích cái màu đỏ. Màu đỏ. Của con màu pink. Con thích màu pink mà. Con làm màu pink. Con ngậm màu pink đi. Ngậm màu vàng. Con ạ mẹ đi. Thôi bây giờ mẹ làm em bé nha. Bây giờ mẹ làm em bé mẹ khóc nha. Em. Ok. Ok, khóa chơi trò em bé lắm. Đưa em đàng hoàng chứ đưa vậy ai cầm cho được. Em bé nào cầm được em bé xem gì. Rồi. Uống sữa. Sữa đâu? Sữa bên này nè. Trời, làm ơn không phá đồ của mẹ, bước xuống. Không có mấy cái tủ này nào nó cũng mở ra, mở vô rồi cái nó lấy đồ ra nó dục rồi. Ui cha hơi mệt nó ghê luôn á. Đó, có nó kìa. Đó. Coi được không? Quá quậy. Đó, rồi tự nhiên mở mấy đó ra làm chi cho hết trời đó, ưng vậy đó.
Mở chi? Con mà tuôn đồ ra một cái là mẹ quýnh con lên bờ xuống ruộng luôn chơi. Hồi nãy mới bị tha mau lần chưa sợ phải không? À, cô chú ơi, chơi mới ngủ dậy nè cô chú ơi. Đây là gương mặt mới ngủ dậy của thiên thần bé nhỏ của cô chú đây. Ôi trời ơi, mới ngủ dậy luôn á. Con ngủ có ngon không? Con nói cho mẹ nghe đi, con ngủ có ngon không? Yeah baby, did you have a good sleep? Hiện tại bây giờ là 8 giờ rưỡi tối mà mới ngủ dậy. Ngủ từ hồi 4 giờ chiều cho tới 8 giờ rưỡi tối. Rồi khuya nay mấy giờ đi ngủ đây? Khuya nay là thích cái 2 giờ sáng phải không? Bây giờ mẹ nấu nuôi cho cháy ăn nha. Nha con nha. Hả? Dội, con ngồi đây. Con ngồi đây con nói chuyện với cô chú nha. What do you want to watch, Jamie? Oh, you want to change this? Okay. This one? Yeah. Pocahontas? This one? That's the one, right? No. Okay. Yeah? You don't want it? You want something new? Oh, you see that? That's a British flag. Oh, it's storming. Oh, no. Oh, look at them. They're trying to put the sail up so they don't get tipped over. Oh, no. What is happening? Oh, wow. Ghê quá. You gotta worry for those people. Nè, con hút miếng nước này ngon nè. They're in trouble. Nóng quá thổi hả? Baby, that's a little bit too loud. Okay. Nè, rồi, thổi rồi. Đó, ngon quá. Oh, good. Mẹ nấu nuôi ngon quá mẹ ơi. Ngon không con? Dạ, giỏi quá. Con ăn không phải nhai nha chưa? Giỏi quá. Ngộ lắm nha. Nuôi nước ăn nha. Mà nuôi xào là không ăn nha. Nuôi nước là ăn. Cô chú coi cái chén của chay ăn này nha. Đó, chay ăn đó cô chú. Có chú. Hả? Muốn gì? Ngồi im đó. Ngồi im đó đi. Rồi coi cô chú hả? À cho cô chú coi, nó bấm lên, nó đưa lên cho cô chú coi, nó đang coi dao hoặc quả. Rồi cô chú biết rồi, cô chú biết con đang coi hoặc quả rồi. Đúng rồi, giỏi quá. Con cười cái cho cô chú thấy chay đang vui coi, cười cái coi. Nhăn đang ra cười cái coi.
Mới ngủ dậy luôn là tối nay thức tới 1-2 giờ sáng rồi. Hôm nay sao hai mẹ con mình ngủ dữ vậy chay ta? Hả, mẹ ngủ tới 7 giờ mẹ dậy tại vì mẹ sợ tối nay mẹ ngủ không được. Nhưng mà tối nay là có cỡ nào thì cũng đâu ngủ được tại vì chay thức sao mẹ ngủ? Cái chú đó đó hả? Ba chú đó luôn á. Giỏi quá. Con nên là tới giờ này mới có video cho cô. Cô chú coi. Con chào mẹ. Cái gì con? Con chứ thường thường là mà mấy bữa nay đăng video sớm lắm. Ngủ tới giờ này mới dậy sao có video cho cô chú coi sớm được. Cái gì chay nóng quá hả? Nóng. Xin lỗi mẹ, xin lỗi em nha. Đâu có nóng đâu mà tại vì em xạo xạo. Em xạo quá đi, không có hề nóng mà. Tại sao em xạo vậy hả? Xạo nhiều được gì không? Ghê quá, ba ăn mac and cheese. Chay cũng ăn mac and cheese nè. Mac and cheese của chay nè. Uống nước vô nha.